Cậu thừa nhận mình là tướng cướp cảnh tinh à? Tôi thừa nhận. Cậu bắt đầu làm tướng cướp từ lúc nào? Tháng 1 2012. Tới đến nay cậu đã tiến hành bao nhiêu vụ cướp rồi? 10 mấy vụ. Cậu dơ chắc chứ? Tôi chắc chắn. Cậu có biết tổng số tiền cậu cướp được là bao nhiêu không? Hơn 700 triệu. Hơn 700 triệu. Số tiền cậu cướp được hiện giờ cậu cất giấu ở đâu? Tôi đã xài hết rồi. Xài hết rồi? Đúng, tôi đã xài hết rồi. Nếu còn, cậu nhanh chóng giao nộp, sẽ được hưởng giảm nhẹ án. Không còn, không còn đồng nào hết. Cậu có đồng phạm không? Xưa giờ tôi chỉ hoạt động một mình. Cậu có muốn nói gì thêm không? Không. Tôi đã hỏi xong. Phiền đồng chí vô đưa phạm nhân đi. Dạ. Đã hỏi cũng nhiều phạm nhân, mà lần đầu tiên cô gặp một phạm nhân có tính cách lạ lùng như vậy. Cháu thấy hắn lạ ở điểm nào? Thường thì khi phạm nhân gặp cán bộ điều tra, ít nhiều gì cũng lo lắng sợ hãi. Nhưng đối với tên này thì không. Từ đầu tới cuối con thấy hắn nhìn thẳng vào mặt cán bộ điều tra, trả lời rành rọt, không quanh co giấu giếm. Đôi lúc con còn thấy trong ánh mắt của hắn có sự căm giận oán thù nữa. Đúng. Nè, nhớ ghi lại điều này vào biên bản điều tra trước khi chuyển qua bộ phận tâm lý tội phạm. Dạ. Chú đang lo lắng cho sĩ Phương. Sĩ Phương chưa kịp vượt qua được cú sốc vì bị lừa tình, là phải thêm một cú sốc phải bắt người yêu nộp cho cha mình, tội nghiệp cho con bé. Tuy lý trí biết việc mình làm là đúng, nhưng là con người, trong hoàn cảnh này nói không buồn là không đúng. Đêm qua sĩ Phương đã nói với con là tạm thời quên hết tất cả mọi chuyện để tập trung việc học, thì xảy ra chuyện. Con nghĩ sĩ Phương có thể tự tay bắt cảnh tinh thì cũng có thể tự tay chế ngự được chuyện này. Chú cũng mong là sĩ Phương sớm vượt qua được cú sốc này. Tôi là luật sư Dũng, được thuê làm người đại diện hợp pháp cho anh. Chắc Tuyết thuê rồi. Tội nghiệp, nghèo gì mà dám thuê luật sư. Mình phải tìm cách tống cổ anh ta đi thôi. Tôi không cần luật sư, ông về đi. Thuê luật sư là quyền lợi của mọi người. Tôi sẽ giúp anh giảm nhẹ tội trước tòa. Tôi đã nói là tôi không cần luật sư, ông không nghe gì à? Cán bộ à, tôi không muốn gặp luật sư. Phiền anh đừng cho ông ta tới đây nữa. Anh không cần tôi à? Được thôi, nhưng trước khi tôi về, mong anh suy nghĩ kỹ. Tại sao? Tại sao không có sợi dây chuyền này? Em bé của tôi đâu rồi? Tôi đề nghị anh bỏ sợi dây chuyền đang cầm lên bàn. Anh có nghe tôi nói gì không? Bỏ sợi dây chuyền lên bàn. Luật sư, anh có biết là anh vi phạm gì không? Theo nguyên tắc, tôi biết. Xin lỗi anh, tôi không ngờ anh ta lại kích động như vậy. Đây là kỷ vật tình yêu của anh ta thôi. Người thân của anh ta muốn làm tín vật để cho anh ta tin. Lần sau nếu muốn cho phạm nhân xem bất cứ cái gì, tôi đề nghị ông thông qua ý kiến của ban giám đốc trại giam. Dạ tôi biết rồi, tôi xin lỗi anh, tôi sẽ không tái phạm nữa. Bây giờ tôi xin phép cất sợi dây chuyền vô được chứ? Bây giờ anh hãy nói lời quyết định của mình đi. Có cần tôi làm luật sư cho anh nữa không? Cần, cần chứ. Ông hãy nói cho tôi biết sợi dây chuyền này ở đâu mà ông có? Em mén đâu rồi? Đây là câu hỏi mang tính chất riêng tư, tôi có thể trả lời cho thân chủ của tôi yên tâm được không?
em mén của ông, hiện giờ được một người tên Hùng Què chăm sóc. Ông nói gì? Em mén bị thất lạc hơn mười mấy năm, cuối cùng cũng được anh Hùng tìm thấy. Mén bây giờ vẫn khỏe. Anh Hùng nói anh hãy ngoan ngoãn hợp tác với cán bộ điều tra, thành thật khai báo, rồi yên tâm ở tù lao động cho thật tốt. Anh ấy sẽ thay anh chăm sóc cho em Mén thật tốt. Lần đầu gặp mặt làm quen, trao đổi bao nhiêu đây là đủ rồi. Anh cứ yên tâm, tôi là một luật sư giỏi, tôi sẽ biết cách thuyết phục hội đồng xử án xem xét hoàn cảnh mà giảm nhẹ tội cho anh. Nhưng còn sợi dây chuyền này, tôi có thể... Tôi thì có thể, chỉ e công an... Dạ. Quen quá. Càng nhìn càng thấy quen. Mình quen tên cướp này hồi nào vậy ta? Tức mình cái ông nhà báo này quá. Chụp hình không có rõ gì hết trơn á. Cuối cùng thì cảnh tin là ai? Mình gặp hắn hồi nào? Cái này là... Nhất định là không phải mình tình cờ gặp hắn chỉ một lần đâu. Trí nhớ của mình đâu có tốt vậy. Alo. Alo. Cẩm Tú hả em? Anh Hưng nè. Em có tấm hình nào mà chụp cảnh tin khác với tấm hình trên báo không? Dạ có, em có nhiều lắm. Có hả? Rồi rồi, gửi liền qua cho anh nha. Dạ nhưng mà từ khi biết hắn là tên cướp á, em xóa hết trơn rồi. Trời đất ơi, vậy cũng nói nữa. Ủa nhưng mà tại sao anh muốn tìm hình của cảnh tin chi vậy? Anh thấy cảnh tin quen lắm. Anh đang muốn nhìn kỹ những cái tấm hình nào mà khác cái tấm hình chụp trên báo để coi có nhận ra hắn là ai không. Vậy hả? Tiếc quá à, em xóa hết trơn rồi. À, đúng rồi, hình như em còn một tấm đó. Tấm chân dung của anh Sĩ Đăng, vẽ theo trí nhớ của em nè. Hình chụp thiệt đây nè, còn không ăn thua gì, huống chi là những hình vẽ. Trời, không đâu. Tấm ảnh này á, anh Đăng vẽ giống lắm, giống 80% lận. Mà hình lại lớn nữa, chắc là dễ nhìn hơn đó. Rồi rồi rồi, vậy em chụp lại rồi em gửi qua mail giùm cho anh nha. Dạ được. Rồi rồi rồi, ok ok. Anh nhắn địa chỉ mail qua cho em. Dạ. Rồi. Lại một người nữa muốn nhận diện tên cướp hả? Có khi nào mình đoán đúng không ta? Không lẽ mấy người bọn họ là bạn của nhau khi còn là trẻ bụi đời hả? Nhớ lại cái tấm hình này, mình với anh Sĩ Đăng phải cực khổ biết bao nhiêu mới có được nó. Rồi, gửi. Mong là anh sẽ nhận ra được. Hả?
Dạ. Trời ơi, mới gửi hình mà anh nhận được rồi hả? Sao anh hay quá vậy? Hắn là ai vậy anh? Là bác đây. Dạ, xin lỗi bác, con lộn người. Không biết Sĩ Phương đi đâu mà giờ này vẫn chưa về nữa. Bác nói cái gì? Sĩ Phương có ở nhà con không? Sĩ Phương hả? Dạ không, Sĩ Phương nó không có ở nhà con. Giờ này nó còn chưa về nữa hả? Trời, con nhỏ này mới tính thôi mà nó làm thiệt rồi hả ta? Con nói cái gì? Tính thôi mà làm thiệt là cái gì? Nè, Sĩ Phương đi đâu? 11 giờ đêm rồi, bác thấy lo quá. Bác ơi, bác đừng có lo lắng quá. Sĩ Phương không có sao đâu. Mới hồi chiều, con với nó còn đi uống nước với nhau mà. Con thấy nó buồn, cho nên con rủ nó đi du lịch. Nó đồng ý rồi, nhưng mà con tưởng phải vài ngày nữa mới đi. Ai về mới nói hồi chiều, bây giờ nó đi mất tiêu rồi. Đi du lịch hả? Dạ. Nhưng sao nó không nói với bác một tiếng, còn đi gấp trong đêm nay như vậy nữa. Nè, con có biết Sĩ Phương đi đâu không? Sĩ Phương đi gấp quá, chắc là muốn trốn con đó. Tại vì hồi chiều con đòi là con đi chung với nó mà nó không có chịu. Còn chỗ đến thì nó đâu có nói với con đâu. Nhưng mà chắc là sẽ là một nơi không buồn không vui đó bác. Nơi không buồn không vui? Còn nói như nó đi tu thiền vậy. Dạ, thì tụi con hay nói với nhau kiểu như vậy lắm. Thôi, bác ngủ đi, không cần phải lo đâu. Chắc chút nữa nó tới nơi, nó gọi cho bác liền hà. Sĩ Phương xưa nay đi đâu cũng được xin phép bác hết. Dạ, chắc tại vì nó buồn quá, cho nên nó quên đó. Bác thông cảm cho nó nha bác. Bác không có trách Sĩ Phương, bác chỉ lo nó gặp chuyện thôi. Thôi được rồi, cháu đi ngủ đi. Khi nào có tin của Sĩ Phương, nhớ báo cho bác biết liền nghe chưa? Dạ, con biết rồi. Cái con nhỏ Sĩ Phương này, dám bỏ người ta đi chơi một mình, đáng ghét. Phải gọi cho nó mới được. Trời, còn dám tắt máy nữa hả? Không thể nào, đại ca đã chết rồi mà. Ủa, gì vậy? Trời ơi, điện thoại của bác. Trời ơi, đôi mắt của đại ca nè. Đại ca thiệt đây nè. Trời ơi, sao mình ngu quá vậy? Sao mình không nhận ra chứ? Phải báo cho Sĩ Phương biết mới được. Không, phải báo cho Thiên Tân với lại Kim Quy biết. Sao lại hư trong cái lúc này vậy trời ơi? Ê. 12 giờ khuya rồi. Cái tên nóng hổi như vậy, chờ tới sáng thôi chứ biết sao giờ. Có tín hiệu rồi, bao giờ tìm tần số đi. Sắp tới ngày hẹn với Malakai, Cảnh Tinh thì đầu thú. Kế hoạch dùng Cảnh Tinh chuyển hàng của ba coi như thất bại hoàn toàn rồi. Bây giờ ba tính sao đây? Không lẽ quỷ bỏ cuộc hẹn này sao? Quỷ sao được mà quỷ. Bao nhiêu tiền bạc vốn liếng ba đã trút hết vô lô hàng này rồi. Giá nào ba cũng phải đưa lô hàng này về Việt Nam an toàn. Chết vì hai cá thật.
Ba định đưa lô hàng về bằng cách nào? Ai sẽ là người áp tải? Để đưa lô hàng về, ba muốn giữ yên như cũ. Sẽ cho chuyến hàng này qua cửa khẩu bằng xe du lịch. Hùng Què sẽ đảm nhận vai trò áp tải cho lô hàng này thay Cảnh Tinh. Hùng Què còn thấy không ổn chút nào hết. Không ổn? Thứ nhất, với công an biên phòng, Hùng Què không phải là gương mặt xa lạ. Thứ hai, vẻ ngoài của anh ta khá là bậm trợn, dễ gây chú ý. Điều cuối cùng, Hùng Què là một người hiếu thắng, năng động. Chỉ cần bị kích động một chút là biểu hiện hết tất cả các cảm xúc lên gương mặt. Bà nghĩ đi, nếu như anh ta biết anh ta áp tải một lượng hàng lớn như vậy, làm sao tránh khỏi bị căng thẳng lo âu chứ? Con nói không sai. Hùng Què chỉ biết sử dụng cơ bắp, không có biết ứng biến linh hoạt. Thường những chuyến hàng quan trọng như thế này, ba đều giao cho Tư Hoành. Con nghĩ lô hàng lần này ba nên giao cho con và Mỹ Lan áp tải đi. Con điên à? Hơn 20kg heroin đó. 20kg thì sao chứ? Ba không tin con gái của ba à? Hơn 20kg? Tên này gan lớn thiệt. Không phải là ba không tin con, nhưng con có biết nếu để bị bắt quả tang với lô hàng, con cầm chắc án tử hình. Tên khốn này nham hiểm thiệt. Hèn gì bao nhiêu năm nay chúng ta không làm gì được hắn. Con biết, nhưng con sẽ không để cho mình bị bắt đâu. Cũng như không để cho lô hàng của ba suy xuyển dù chỉ là một gram. Ba không thể mạo hiểm tính mạng con gái yêu của ba được. Ba yên tâm đi, con đã nói không sao rồi mà. Con sẽ cùng đi với Mỹ Lan. Bất quá, nếu lỡ gặp chuyện, con sẽ tìm cách tẩu ngay. Để lại tất cả tội danh cho người vợ không bao giờ cưới của ba. Con nghĩ cô ta không có miệng để khai sao? Có miệng thì sao? Công an ai mà tin? Ba cũng biết là công an họ trọng chứng hơn là trọng cung mà. Con sẽ xóa sạch hết dấu vết từ bên kia biên giới. Con để ba suy nghĩ thêm, biết đâu sẽ có cách gì hay hơn thì sao? Thì ba cứ suy nghĩ đi. Nhưng mà con biết, ngoài cách mà con vừa nói, ba sẽ không còn cách nào hoàn hảo hơn đâu. Mỹ Lan đâu? Ông coi nãy giờ rồi đưa tôi coi đi. Khoan, tôi chưa coi mà. Trời, hai anh làm ơn nhẹ tay một chút đi, coi chừng rách tấm hình của em đó. Em quý bức chân dung đó lắm á nha. Ủa, nếu em quý Cảnh Tinh vậy á, xem xóa hình hết trơn vậy? Trời, anh hiểu lầm rồi. Em không có quý người trong hình đâu. Chứ sao? Em quý là quý cái người dưới bức tranh này nè. À, người ta quý anh Sĩ Đăng chứ bộ. Nè, hai ông nội có nhận ra không? Bây giờ mấy ông tin tôi chưa? Sao cái gì hai ông cũng gật đầu hết trơn vậy? Á khẩu rồi hả? Đúng là ông trời có mắt thật. Bao nhiêu năm thất lạc, cuối cùng cũng tìm thấy đại ca rồi. Tân, Tân. Cái gì? Ông nghĩ gì mà trầm tư quá vậy? Tôi đang nghĩ thương cho đại ca. Trong khi chúng ta được đến trường học hành tử tế, thì đại ca phải một mình lăn lộn, tìm đường mưu sinh giữa chốn giang hồ. Chắc phải vất vả và túng cùng lắm. Không thì đại ca sẽ không trở thành tướng cướp đâu. Ông nói cũng phải. Hồi đó đại ca ghét nhất là mấy cái chuyện này.
Nếu không phải lâm vào hoàn cảnh túng cùng, đại ca sẽ không bao giờ cho tụi mình móc túi. Nhưng mà Sĩ Phương vẫn chưa biết chuyện này đâu. Không biết là em ấy sẽ như thế nào nữa đây. Đương nhiên chắc chắn em ấy sẽ mừng rỡ rồi. Mừng rỡ, nhưng mà cũng rất đau lòng. Bởi vì hai ông đừng có quên là chính tay Sĩ Phương bắt trói đại ca đem giao nộp cho công an. Nhưng mà nói thật nha, cái gì cũng tại hai ông hết trơn á. Gì nữa? Sao tại tôi? Kỳ vậy? Sao tại tôi? Tại hai ông ích kỷ. Phải bữa em Phương nói đưa Nghiệu đến đây để giới thiệu, hai ông đồng ý là được rồi. Chà, làm gì mà xảy ra chuyện rắc rối như vậy chứ? Ông hay quá. Làm sao tôi biết được Cảnh Tinh là đại ca của mình chứ? Nè nè nè, ông nói nghe hay quá hả? Ông nói hai tụi tôi á, chắc lúc đó ông không cản quá hả? Trời ơi, thôi đi, ba anh đừng có gây nhau nữa mà. Theo em nghĩ á, là Sĩ Phương sẽ vui nhiều hơn là buồn đó. So với chuyện nó tự tay bắt Cảnh Tinh, chuyện đại ca Thanh Gia còn sống là quan trọng hơn. Em nói cũng phải đó. Phải phải phải. Ông sao cái gì cũng phải hết á. Ông đúng là ba phải mà. Không mà tôi thấy Cẩm Tú nó cũng phải. Đại ca Thanh Giang mà còn sống á, là niềm vui lớn nhất đời của Sĩ Phương rồi. Rồi đây á, hai người họ sẽ là một cặp đẹp đôi. Chà, cái kết nó có hậu làm sao đó. Nhưng mà nó làm cho lòng tôi tan nát luôn. Ông mơ mộng hay bị sớm đó nha. Ông đừng quên đại ca đang là tướng cướp và đang bị nhốt ở trong tù kìa. Cái ngày mà đại ca ra khỏi bốn bức tường á, thì không chừng Sĩ Phương của chúng ta đã thành bà ngoại rồi đó. Mọi người đừng có lo, còn có luật sư Thiên Tân ở đây. Cuối cùng tôi cũng được cãi một trận quanh quanh liệt liệt giữa tòa. Thoát khỏi án ly thân ly dị, tranh giành tài sản đất đai. Các anh nói hay quá. Nhưng mà chuyện trước mắt đang làm bây giờ là ai á sẽ là người gọi điện thoại báo tin cho Sĩ Phương đây? Tôi. Ê, điện thoại con bị hư rồi, lấy điện thoại của tôi nè. Nè, tin vui này á, mọi người cùng báo với Sĩ Phương đi. Lại không liên lạc được nữa rồi. Sĩ Phương ở đâu vậy ta? Cũng không biết nữa. Gọi lại coi. Gọi lại coi. Thua. Dạ thưa chú, tên Cảnh Tinh đã trốn thoát rồi. Cái gì trốn thoát? Các cậu làm ăn kiểu gì kỳ vậy? Làm sao mà trốn thoát được chứ? Dạ, theo như kết quả điều tra thì hắn đã tự làm cuốn họng mình chảy máu rồi than đau bụng. Các anh em lầm tưởng hắn bị đau dạ dày nên đưa vào bệnh viện. Lợi dụng sơ hở lúc áp giải, hắn đã trốn thoát. Trời, thôi chết rồi bác. Có khi nào Cảnh Tinh hối hận gì đã tự thú, cho nên tìm cách vượt ngục trả thù Sĩ Phương không bác? Nè, chắc không nên suy nghĩ lung tung. Bây giờ về nhà tập trung tinh thần, viết hết các địa chỉ, có thể tìm ra Sĩ Phương. Dạ. Còn mọi việc cứ để ban chuyên án giải quyết. Cậu Tâm, lập tức thông báo cuộc họp sau 15 phút. Dạ, rõ. Thả tao ra. Mày có ngon thì giết tao đi. Trước sau gì em cũng được chết, không cần phải nóng lòng vậy đâu Mén à. Mày muốn gì? Đơn giản thôi, tao muốn đòi lại những gì thằng Giang và em
đã nợ anh. Anh Giang, anh Giang còn sống hả? Anh Giang còn sống hả? Không những nó còn sống mà nó còn sống rất tốt nữa kìa. Cho đến khi nó gặp tao. Mày làm gì đây ca? Mày làm gì đây ca? Tao sẽ không tha cho mày đâu. Em vẫn không thay đổi chút nào, nhưng đó là điểm anh thích nhất ở em đó mém. Em cứ chờ đó, từ từ sẽ được thưởng thức vở kịch hay. Sao rồi em? Có tin tức gì không? Dạ, vẫn một câu trả lời là họ không biết. Còn nhớ xem có còn bỏ sót địa chỉ nào không? Dạ. Tất cả địa chỉ, số điện thoại của bạn bè người thân á, con đã gọi hết rồi. Ai cũng trả lời là không liên lạc được với Sĩ Phương. Ba, có khi nào cảnh tình cho người bắt cóc Sĩ Phương rồi hắn trốn chạy ra trả thù không? Một khi chưa tìm ra chứng cứ xác thực thì giả thuyết nào cũng có thể đặt ra con à. Con định đi đâu vậy? Dạ, con đi tìm Hương Bưu với Tuyết Đen để hỏi coi có gặp cảnh tình không, hy vọng là tìm được manh mối. À, để ba gọi cậu Tâm cùng đi với con. Không sao đâu ba, con đi một mình được mà. Anh, em đi với anh. Ừ, hai đứa đi nhớ cẩn thận nghe chưa? Dạ. Dạ, mình đi. Trời ơi, cái thằng khỉ Hưng Bư này. Trời, đã dặn về sớm rồi. Thiệt tình, cứ lề mề lạch bạch vậy không biết chừng nào mới lấy vợ được đây. Ủa, thôi chết rồi. Cái tờ giấy ở nhà con Tuyết, nói trả cho nó mà quên rồi. Tuyết, em. Trời ơi, thư của ai gửi cho con Tuyết mà viết chữ cái gì mà ngoằn ngoèo như cua bò vậy đó. Khó đọc muốn chết luôn à. Ký tên... Anh... Tránh ra. Chạy dữ vậy? Hai ông đi xe hơi làm chi, cuối cùng cũng vô sau tôi à. Phải gửi đằng trước mới vô được chứ. Ê, có phải khu nhà này không vậy? Đúng rồi. Nè, có địa chỉ nè, khu nhà trọ này nè. Ờ hả. Hey, thì ra 2 năm nay không ngờ đại ca ở gần tụi mình. Dạ, cho con hỏi có ai ở nhà không ạ? Gì? Dạ, chào gì. Ba cậu muốn mướn nhà hả? Dạ không gì. Dì cho con hỏi, dì có phải là dì Năm mẹ của anh Hưng không ạ? Đúng rồi. Mà ba cậu kiếm tôi có chuyện gì không? Bộ thằng Hưng nó lại gây chuyện gì sao? Dạ không có. Tụi con tới đây là để hỏi thăm một người. Hồi xưa ảnh ở khu nhà trọ này là gì? Ảnh tên là Cảnh. Tôi không biết. Dì ơi. Dì Năm. Dì,
Khoan đã, dì ơi. Lúc nãy ở nhà đã bàn kỹ rồi. Chuyện này để Thiên Tân hỏi. Người ta là luật sư mà biết cách ăn nói. Ai mượn ông tự nhiên nổi hứng mà lên tiếng vậy? Thì tại tôi nóng lòng tôi muốn gặp đại ca chứ bộ. Ai mà không nóng. Hứa bộ hứa đường hết trơn. Thôi. Cái tật tời lanh. Tới giặc chưa bỏ được nữa. Thôi. Cãi nhau hoài hả? Bây giờ mình phải nghĩ cách nào để thuyết phục dì Năm nè. Có. Cách tốt nhất bây giờ là về nhà nghĩ cách khác. Cái này cũng gọi là cách nữa hả? Chứ giờ ông có cách gì hay ông nói tôi nghe coi. Thôi, Khải Hưng nói đúng đó. Bây giờ phải về nhà bình tĩnh mà suy nghĩ cách. Đúng rồi. Phải về tìm cách suy nghĩ, đúng không? Thôi đi về. Chở tôi đi. Thôi khỏi đi. Xa lắm. Thôi luôn đi cha. Thôi khỏi luôn. Chở giùm đi. Anh Quy, anh Tân, anh Hưng. Ủa Tú. Ba anh ở đây hả? Sao nãy giờ gọi điện không anh nào bắt máy hết vậy? Ủa, em có gọi cho anh hả? Trời, cả chục cuộc gọi nhớ luôn. Anh xin lỗi nha. Tại hồi nãy ba tụi anh đang gây lộn nên không nghe em gọi. Mà em gọi anh có chuyện gì không? Em đã kể chuyện của mấy anh á cho anh đang nghe rồi. Ý, quên, để giới thiệu với mấy anh. Đây là anh Sĩ Đăng, là anh của Sĩ Phương đó. Chào. Còn đây nè, là ba anh bạn lúc nhỏ của Sĩ Phương mà em kể cho anh nghe đó. À, nghe kể lâu rồi mà bây giờ mới được gặp mặt. Chào anh. Mọi người. Chào. Đại ca, thằng Cảnh Tinh nó không dám tới đâu. Hay mình thịt con nhỏ này rồi mình biến đi. Tội bắt cóc không nhẹ đâu đại ca. Mày không cần phải sợ. Tất cả tội danh này một mình tao gánh hết. Tội tình gì phải làm vậy đại ca? Ông chủ lớn biết được thì tiêu. Mình cũng nên lặng một thời gian đi, chờ cho trời yên biển lặng. Đây là cơ hội ngàn năm có một, tao không dễ bỏ qua đâu. Lần này dù có chết, tao cũng phải trả xong món nợ này rồi mới chết. Mày cầm đi. Tất cả chỗ này thuộc về mày. Nếu như mày ở lại bên tao đến phút cuối cùng. Ủa đại ca, đại ca cho em hết thiệt hả? Cái mạng của em từ phút này đã thuộc về đại ca rồi. Cảm ơn đại ca. Cố gắng làm cho tốt. Mẹ con quỷ, mày có biết là vì mày mà tao mất ăn mất ngủ mấy ngày nay? Thì ra là vậy. Không ngờ cuộc đời của thằng Cảnh lại có quá nhiều biến cố như vậy. Đúng là một câu chuyện ly kỳ và hấp dẫn mà. Anh không nên mở miệng ra là nói thằng Cảnh này thằng Cảnh kia. Dù sao anh ấy cũng lớn tuổi hơn anh mà. Đúng rồi đó. Tuy tôi không biết hoàn cảnh nào đã khiến đại ca từ một người anh tốt trở thành một tên cướp bị mọi người lên án, nhưng trong thâm tâm tôi vẫn yêu quý và kính trọng đại ca. Đại ca là người tốt. Hồi trước như vậy
bây giờ cũng như vậy. Tụi con nói rồi gì mới nói. Thiệt tình á, lúc mới nghe tin nó là ăn cướp, dì giận lắm. Nhưng sau khi suy nghĩ lại á, dì thấy nó cũng tội nghiệp. Ăn cướp ở đâu á, chứ ở nhà nó hiền lắm. Thấy dì làm cái gì nặng á, nó cũng ra phụ dì hết. Thằng Hưng bị nghiện á, nó cũng tự tay cai nghiện cho con của dì. Ừ, mọi người nói đúng. Riêng bản thân tôi thấy anh Cảnh Tinh không phải là một tên cướp như mọi người nghĩ đâu. Tất cả mọi người đều không biết, mình có nên nói cho họ hiểu về anh ấy không? Có nên cho dì Năm biết số tiền mổ não cho dì chính là số tiền anh Cảnh phải đi cướp? Ừ, quên nữa, dì có lượm được cái này mà dì chưa có đọc, không biết rồi có giúp ích được gì cho mọi người không. Ủa, là cái gì vậy má? Rồi má lượm đâu trong nhà mình? Hôm qua má dọn phòng cho con Tuyết, cái tình cờ má nhặt được ở dưới gầm bàn á. Thật ra anh đến đây là có chuyện muốn nhờ em. Anh nói đi. Anh muốn nhờ em giữ giùm anh thứ này. Đó là cái gì vậy? Sáng mai anh sẽ nói cho em biết. Sáng mai, vậy đêm nay anh sẽ đi đâu? Anh sẽ đến một nơi rất xa. Có thể là anh sẽ không quay trở lại, cho nên trước khi anh đi, anh mới tìm đến em nè. Bức thư của anh Cảnh trao cho con trước ngày anh đi cướp. Chắc là lúc trả lại cho ảnh á, con làm rớt dưới gầm bàn. Cho tôi mượn xem được không? Chữ của đại ca nè. Bao nhiêu năm rồi, chữ của anh cũng xấu y như vậy à? Ông rảnh quá ha, giờ này còn giỡn nữa. Ông đọc coi anh Cảnh viết gì trong đó kìa. Chỉ sợ là thư tình cũ của đại ca gửi cho Tuyết, đọc lên ngại lắm. Anh cứ đọc đi, không có thư tình nào đâu. Thôi để tôi đọc lớn cho mọi người cùng nghe. Bây giờ mọi người hãy cùng lắng nghe tôi đọc nha. Tuyết em, đêm nay nếu anh cướp không thành thì sáng mai em lấy số tiền này ra đóng viện phí cho dì Năm. Năm triệu không có đủ, nhưng trước mắt em cứ đóng tạm ứng cho dì Năm và năn nỉ bệnh viện làm các xét nghiệm cần thiết. Số tiền còn lại anh sẽ trả cho dì Năm. Nói Hưng Bơ yên tâm, anh sẽ cố gắng hết sức kiếm tiền để cứu dì Năm. Anh nhất định không để dì Năm chết khi chưa kịp bồng cháu nội. Anh đã hứa với dì Năm rồi. Em cũng nên nhận lời lấy Hưng Bư làm chồng. Nhanh nhanh lên đó. Nói vậy, tiền thuốc của dì là do thằng Cảnh nó đi cướp về hả? Chứ không phải là của bảo hiểm sao? Dạ phải. Đây là biên lai viện phí, tất cả con đều còn giữ, đều là tiền mặt đóng vào, không có cái nào là bảo hiểm hết đâu gì. Tại sao lúc đó đại ca cứ nói dối anh? Đi cướp để lấy tiền cứu má thì nói thẳng đi. Lại từ chối và đổ thừa bảo hiểm làm gì? Anh Cảnh không muốn mọi người bận tâm. Anh sợ dì Nam biết chuyện sẽ từ chối việc chữa bệnh, nên dặn con phải giấu mọi người. Trời ơi, nó liều cả tính mạng kiếm tiền về cứu dì, vậy mà dì lại lấy chổi chà dì đánh đập nó, xua đuổi nó. Cái thằng lớn đầu mà ngu, có miệng mà nó cũng không chịu nói nữa. Chắc lúc đó nó buồn gì lắm, nó buồn thằng Hưng lắm. Trời ơi, tội nghiệp con quá Cảnh ơi.
còn gì có mắt mà như không trồng vậy đó. Trời ơi. Trời ơi. Đây giờ lúc đó con còn chửi vô mặt anh Cảnh một cách xối xả nữa chứ. Đại ca lúc nào cũng như vậy hết. Thương anh quá. Tôi đã nói rồi, tôi tin đại ca mà. Mà mấy ông không chịu nghe. Đại ca không bao giờ làm những chuyện mất mặt như vậy đâu. Phải khó khăn bần cùng lắm đại ca mới phải đi cướp thôi. Mấy anh hiểu lầm rồi. Anh Cảnh chưa bao giờ cướp tiền để xài. Số tiền cướp được toàn bộ anh đều gửi cho mấy em trong mái ấm hết đó. Hả? Gửi cho mái ấm hả? Cái gì? Kiều Quy, Khải Hưng, hai ông có nhớ là lần trước mình tới mái ấm sư cô đã nói gì không? Cũng nhờ mọi người thương các em mà chung tay đóng góp thôi. Nhất là mấy tháng gần đây, tháng nào tài khoản của mái ấm cũng nhận được một số tiền lớn. Vậy hả? Ừ. Vậy thì hay quá sư. Sư có số điện thoại hay là địa chỉ của người đó không? Để tụi con đến tụi con cảm ơn người ta. Đúng rồi đó sư. Đúng rồi. Mình phải viết thư cảm ơn đàng hoàng. Tại vì uống nước nhớ nguồn. Ăn. Người đó không hề để lại bất cứ tên hoặc địa chỉ gì hết. Sư tới hỏi thì ngân hàng nói người đó không muốn ai biết hết, nên đã tạo một tài khoản vô danh. Đúng là đại ca rồi. Trời ơi, sao tụi mình lại ngu như vậy? Khi nghe sư cô kể, mình phải nghĩ ra đại ca chứ. Ở đời có ai mà tốt như vậy, làm từ thiện mà không cần phải biết tên. Đại ca cũng giống như tụi mình vậy thôi, không quên được lời hứa năm xưa với mấy đứa nhỏ. Mấy con ơi, thằng Cảnh nó tốt quá mà. Chị mà gì chửi hoan cho nó rồi tụi con ơi. Linh cảm nó không đánh lừa mình. Cảnh Tình đúng không phải là một tên cướp ngôn tàn khát máu. Dạ con nghe ba. Giờ thì con vẫn đang điều tra, chưa có manh mối gì rõ ràng hết. Nhưng mà có thể nắm được chân dung của tên cướp Cảnh Tình rồi. Dạ. Ba nói sao? Có manh mối rồi hả? Dạ. Để con coi sao. Dạ. Mọi người ơi, theo như cán bộ điều tra cho biết á, sau khi luật sư đến gặp anh Cảnh Tinh, có đưa cho anh ấy một sợi dây chuyền bạc và có nhắc đến hai tên là Hùng Què và một cô mén nào đó, khiến cho anh Cảnh Tinh bị kích động mạnh lắm. Tình tiết này có giúp cho mọi người nhớ ra được chi tiết nào không? Sợi dây chuyền bạc hả? Hùng Què, mén. Thôi chết rồi. Có khi nào thằng Hùng Què nó cho luật sư lén đem sợi dây chuyền của mén tới, ngầm để uy hiếp đại ca mình. Tại vì đại ca mình sẽ lo sợ tính mạng của Sĩ Phương, rồi đại ca mình phải vượt ngục. Vậy bây giờ tôi biết phải tìm Sĩ Phương và anh Cảnh ở đâu rồi. Anh biết. Tôi biết. Mấy hôm trước tôi có nghe Tùng Sẹo nói chuyện với đại ca Hùng Què. Trong câu chuyện hình như là đại ca Hùng Què kêu Tùng Sẹo đem thức uống và đồ ăn đến một ngôi nhà quan. Ngôi nhà quan hả? Đúng, một ngôi nhà quan. Anh Mén. Chạy kia. Mén. Mén. Chạy kia. Đại ca có sao không đại ca? Đại ca, đại ca có sao không? Đại ca có sao không? Ê, vậy đi mày. Bây giờ thì tụi bay đã tin vào lời của đại ca tụi bay chưa? Dạ,
không phải tin mà là rất tin. Đại ca đúng là tính việc như thần, không cần tốn nhiều công sức mà dẫn dụ được nó vào trong. Mẹ, anh máu chảy nhiều quá đại ca, anh có sao không? Mày yên tâm đi, nó sẽ không sao đâu. Với vết thương nhỏ xíu như vậy, nó không chết dễ dàng như vậy đâu. Mẹ, đại ca, anh thật là ngu ngốc. Cần em bao nhiêu lâu nay mà anh không nhận ra em. Em mới là ngu ngốc, linh cảm đã mách bảo anh chính là đại ca mà em lại chối phân đi. Em xin lỗi anh. Mẹ, nha mẹ. Cảm động quá. Cuộc hội ngộ của đôi tình nhân diễn ra quá ly kỳ hấp dẫn. Nếu có thể đẫm thêm một chút xíu máu và nước mắt thì hay quá. Nhưng mà không, như vậy mày chết dễ dàng quá, đâu có đã. Tụi bay. Dạ. Lục soát nó cho tao và trói tụi nó lại. Dạ. Lục soát nó. Đứng lên. Đại ca. Bên này, mấy người buông ra. Đại ca, anh đau lắm. Có con dao này. Anh không sao đâu. Đại ca. Bén đó. Nhưng mà vô dụng thôi. Anh có sao không? Dạ. Trói tụi nó lại. Tất cả đồng chí chuẩn bị tư thế sẵn sàng. Một khi đã xác định được địa chỉ là xuất phát ngay. Dạ, báo cáo chú, đã khoanh vùng tất cả các nhà quan trong khu vực. Tốt. Cho trinh sát tiếp cận ngay, không bỏ sót điểm nào. Đội cơ động trực chiến, nghe lệnh là xuất phát ngay. Rõ. Alo. Vậy hả? Hay lắm. Ba, Hưng Bưu báo đã tiếp cận được ngôi nhà quan mà Hồng Què giam giữ Sĩ Phương. Đã có địa chỉ cụ thể rồi. Trải qua bao sóng gió, anh cũng tìm được em. Anh hứa với lòng mình sẽ không bao giờ để dục mất em một lần nữa. Không phải lần đầu em có cảm giác thân quen khi ở bên cạnh anh. Vậy mà không hiểu sao em cũng không nhận ra anh nữa. Em ngu ngốc quá. Không phải đâu, anh mới là ngu ngốc nè. Đã nhiều lần anh thấy Sĩ Phương rất là giống Mén, nhưng mà anh lại nghĩ Sĩ Phương là con gái của ngài thượng tá, cho nên anh không dám nghĩ như vậy. Em thì năm đó em cứ tưởng là anh chết rồi. À, em quên cho anh biết, Thiên Tân, Khải Hưng với Kim Quy á, mấy anh đó bây giờ thành đạt lắm. Vậy hả em? Ừ. Năm nào đến ngày giỗ của anh á thì tụi em cũng gặp nhau, ngồi nhắc về anh rồi khóc. À, mấy ổng còn theo đuổi em nữa chứ. Thật sao? Ba đứa nó theo đuổi em à? Đúng là gan trời. Khi nào gặp tụi nó, anh sẽ cho tụi nó một trận. Biết là người yêu của đại ca mà còn dám cua hả? Nếu được gặp anh,
Chắc là họ mừng lắm. Mẹ, hai đứa này sắp chết tới nơi rồi mà còn không lo, mà lo tâm sự hả? Đại ca, tụi em làm xong hết rồi. Cứ từ từ mà hưởng thụ. Chúc hai đứa bay hạnh phúc. Hãy hưởng thụ cái tình yêu nóng bỏng của tụi bay. Đừng sợ. Tôi không sợ. Có đại ca ở bên cạnh, tôi sẽ không sợ đâu. Chúc hạnh phúc. Hạnh phúc đi. Mày hạnh phúc đi. Đi ca, đi ca. Đừng sợ em. Có đại ca đi. Giờ mình tính sao? Tìm kiếm các nơi chưa? Trưa trẻ như anh đúng là có một trên đời đó. Chuyện gì làm cho em bực tức dữ vậy? Anh còn hỏi nữa hả? Anh có biết là anh xém nữa làm hư bột hư đường chuyến giao hàng sắp tới của ba em không? Ủa, anh tưởng là anh sẽ lo mọi chuyện đó hết rồi mà. Anh làm nổi chuyện đó hả? Anh dám nói là anh biết hết được những tính toán của ba em sao? Mà nếu như đã tính toán xong xuôi hết rồi thì cũng có thể thay đổi vài phút chót mà. Vậy là có chuyện gì anh chưa biết sao? Em nói cho anh biết, chuyện dàn cảnh cướp lại cái vali không dễ dàng như những lần trước. Cái đám này nó đông lực lượng hơn, thoát khỏi để trở về không dễ đâu. Nhưng mà người làm chuyện đó là Hùng Que này mà. Anh đừng có tự cho mình là đúng. Thật ra có cách khác hay hơn, nhưng mà xém chút nữa bị hỏng. Bởi vì anh định trả thù, giết chết Cảnh Tinh đó. Anh biết là ba em có ý định chiêu mộ Cảnh Tinh từ bấy lâu nay, nhưng để gánh nhiệm vụ quan trọng này là qua mặt Hùng Què này rồi. Lão già chết tiệt, đừng có hỏng. Anh đừng có vì chuyện đó mà hỏi em. Con nhỏ đó có gì mà anh phải làm như vậy? Đúng là lụy tình là thứ mà đàn ông các anh không thể nào tránh khỏi. Gà nhà mà định bôi mặt đá nhau tới chết. Em tưởng tài bắn của anh chỉ cách nhau không tới 3 mét mà trúng bắp chân thôi sao? Hả? Vậy còn chuyện anh nổi lửa định đốt chết Cảnh Tinh thì sao? Anh giải thích chuyện này như thế nào? Em biết chuyện gì sắp tới mà anh chưa biết sao? Thay đổi một chút thôi,
Theo như tin tình báo chúng ta mua được thì chúng sẽ thay đổi địa điểm giao hàng ở bên kia biên giới. Chúng ta sẽ chia làm hai tốp. Tốp đầu tiên vẫn giao hàng giao tiền như bình thường. Tốp thứ hai âm thầm theo dõi cái vali tiền đó rồi tìm cách cướp lại. Bọn chúng ở bên đất của họ sẽ rất là chủ quan, không nghĩ là chúng ta dám cướp lại đâu. Vậy anh ở tốp nào? Cảnh Tinh ở tốp nào? Cảnh Tinh thì thuộc nhóm giao tiền, còn anh, anh thuộc nhóm cướp tiền. Sao lại như vậy? Cướp tiền quan trọng hơn nên bà giao cho anh chứ sao. Với lại em thấy chuyện đó cũng đúng mà. Cái chuyện đối phó với phía bên họ dù sao cũng dễ hơn là đối phó với bên mình. Em nói thiệt đi, kế hoạch này là của em đúng không? Kế hoạch này là của ba em. Còn kế hoạch của em, em vẫn chưa nói mà. Vậy là có kế hoạch? Dĩ nhiên là có rồi. Anh quen biết em bao năm nay mà không biết tính em sao? Cái vali tiền đó, thay vì anh đưa về cho ba em thì anh đưa lại cho em, để em với anh cầm cái vali tiền đó bay ra nước ngoài. Anh thấy sao? Kẻ thù của ba em mà là em thì ba em chết chắc. Anh không biết là con hơn cha là nhà có phúc sao? Anh phải mừng cho em chứ. Hai cha con các người mưu đồ, còn ta không biết đồ mưu hay sao? Một mũi tên chết hai con chim. Ta sẽ tráo vali tiền giả trước khi giao Cảnh Tinh đem đi trao đổi. Bọn kia khi phát hiện ra giết nó càng tốt. Ta sẽ bay mất với chiếc vali tiền thật mà không cần qua tới bên kia biên giới tổ chức cướp lại. Còn cô, con gái rượu quý báu của lão già Trùm Thanh, tôi có cần cùng đi với cô nữa hay không? Đi. Để em làm cho. Có đau lắm không? Anh cũng thiệt tình. Không lẽ chỉ khi nào mà anh thân tàn ma dại anh mới tìm về với em sao? Lần này thì đúng. Còn lần trước là do em cứu anh về, chưa cần hỏi lý do, coi là anh có đồng ý hay là không. Còn lần này, bộ anh có mục đích gì khác sao? Tôi hơi ngạc nhiên. Tôi cứ tưởng là sau những lần hỏi cung vừa rồi là đã đủ rồi chứ. Tôi sẽ được đưa tới nhà tạm giam để mà chờ ngày ra tòa lãnh án. Về chuyên án những vụ cướp 50 triệu coi như là xong. Sau những lời khai tường tận đã được xác minh của cậu, đúng là chỉ còn chờ tòa tuyên án. Có tội thì phải xử theo pháp luật, làm tội thì phải nhận án. Cậu hiểu rõ hơn ai hết khi biết mình tự nạp mình, phải không? Đúng vậy, nhưng còn điều gì nữa chứ? Tại sao tôi lại bị đưa lên một chiếc xe kính bích bụng thay vì đưa lên trại tạm giam? Sao bị đưa tới đây? Sự tiếp xúc của cậu với chúng tôi còn được giữ bí mật, không chỉ đối với xã hội đen mà cả với lực lượng công an và nhất là trước báo chí. Cậu đến đây để làm một công việc tuyệt đối bí mật với bên ngoài. Cái gì? Bí mật với bên ngoài là sao chứ? Nghĩa là cuộc nói chuyện này sẽ được lưu vào hồ sơ của công an. Phòng này có các máy ghi hình và tiếng khắp xung quanh. Một tên cướp, cướp tiền lặt vặt như tôi, tại sao được công an xem trọng như vậy? Những vụ mà cướp 50 triệu đã không còn quan trọng. Tôi đang phụ trách một vụ án mới rất là lớn. Phá được vụ án này
đã cứu được bao nhiêu con người. Tôi cần người cộng tác để phá án. Ông đừng có nói với tôi là ông chọn tôi nghe. Bởi vì trong giang hồ có quy tắc rằng không bao giờ hợp tác với công an. Đó là điều phản bội lớn nhất đối với một kẻ giang hồ có nghị khí. Cậu nên bình tĩnh nghe tôi. Dựa vào bản cảm nghề nghiệp của mình, dựa vào hồ sơ của nhiều nguồn, kể cả nhận định của bộ, nghiên cứu tâm lý tội phạm của bộ, tôi tin là đã chọn đúng đối tượng. Tôi chọn cậu là để nói chuyện, còn là vì ý nguyện của một người. Đó là đứa em gái tên Mén của cậu, con gái Si Phương của tôi. Tôi tin là cậu sẽ bình tĩnh nói chuyện với tôi, với tư cách tôi là cha của em cậu. Nhưng tôi luôn nhớ công an là đối thủ của tôi. Nè, cậu đã tự đầu thú. Cậu đã biết rõ việc mình làm là có tội, thì việc tiếp theo là nên tự làm giảm nhẹ tội lỗi. Tốt nhất là đối không chịu tội. Cậu đừng tự trói mình vào cái quy tắc nghĩa khí giang hồ gì đó. Cậu sống trong giang hồ, nhưng có khi nào tự coi mình là một kẻ giang hồ thật sự không? Cậu đã cấm ngặt anh em mình không được làm giang hồ nữa kìa. Những tên giang hồ xấu xa thường là đối thủ của họ, có phải vậy không? Cậu không phải là một kẻ giang hồ, cậu chỉ là một cái bóng giang hồ hư ảo mà thôi. Tôi xin lỗi ông, tôi không đủ đầu óc để có thể hiểu những điều sâu xa mà ông vừa nói. Chỉ đơn giản thôi, tôi rất ghét công an. Tôi rõ phần nào chuyện đời của cậu. Tôi là công an, nhưng thông cảm được tâm lý đó. Trùm Thanh là một con cáo già. Tôi thấy hổ thẹn khi nói với cậu điều này. Trùm Thanh là một công an bị sa thải từ mấy mươi năm trước rồi. Hắn có kinh nghiệm đối phó hoạt động của công an như một người trong cuộc. Một công an thật sự rất dễ bị ló đuôi, vô tình là thông qua một hành vi nào đó. Còn cậu là một bóng giang hồ, cậu sẽ tự nhiên không có thói quen hay là một cách hành xử nào của một công an cả. Trùm Thanh sẽ bị cậu qua mặt dễ hơn người của tôi. Tôi thấy thú vị khi biết được Trùm Thanh xuất thân từ một công an bị sa thải. Cậu cũng hóm hỉnh lắm đó. Nhưng cậu cứ tin đi, đối với chúng tôi, không phải tên cướp nào cũng xấu, cũng hết thuốc chữa đâu. À, thôi được rồi, tôi để cậu một mình suy nghĩ những đề nghị của tôi. Tôi muốn xem hồ sơ bệnh án của em tôi, Thanh Sơn. Được, chỉ là tham khảo thì được. Đây là hồ sơ lưu của công an, đúng hơn là một hồ sơ lưu y học có liên quan đến cái chết của cháu Thanh Sơn. Cậu muốn đọc không? Thanh Sơn chết không phải vì viêm màng não cấp tính thông thường như ban đầu đã nhận định. Các bác sĩ cũng không thể ngờ được rằng một cậu bé 7 tuổi đã nhiễm độc ma túy. Khi tôi kết luận được thì đã trở tay không kịp. Các ông điên rồi. Làm sao em tôi có thể chết vì ma túy được? Bị nhiễm độc từ một chất độc, một loại ma túy dởm, chiết xuất từ thuốc an thần quá đát phế thải. Bọn buôn ma túy không từ nan một ác tâm nào, miễn có tiền là được. Tôi muốn đề nghị cậu giúp tôi phá một vụ buôn ma túy lớn. Anh trở về đây bởi vì anh muốn đối mặt với một người. Trong căn nhà bí mật này chỉ có em và anh ra vô thôi. Anh đừng nói với em là anh muốn đối mặt với em nha. Em đừng nói với anh là Hùng Què không tới đây nghe. Em nhắn với nó giùm anh, anh muốn đấu với nó một lần nữa. Em tưởng là hai người đã giải quyết hết ân oán rồi chứ. Bộ có chuyện gì nữa hả? Lại hẹn nhau đấu tay đôi, rồi hứa hẹn một trận
đối đầu long trời lở đất nữa phải không? Mà rốt cuộc hai anh có chuyện gì? Anh đã quyết định rời xa em và ba em để giải quyết chuyện riêng. Anh không muốn liên lụy tới gia đình của em. Nhưng mà rốt cuộc là có chuyện gì vậy? Em e là anh mà đụng tới anh Hùng thì không thể nào mà không liên quan tới ba em được. Vì bây giờ anh Hùng đang là cánh tay mặt của ba em. Không, anh Hùng là cánh tay trái, còn anh mới là cánh tay mặt theo nhận định. Tại sao lại có sự thay đổi kỳ lạ vậy? Ba của em luôn nơm nớp lo sợ, sẽ đuôi ông tay áo. Anh Hùng là một người tài giỏi, nhưng mà giả tâm rất lớn. Anh ấy có thể không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích. Ba em luôn phải tìm một cái đích đáng giá để cho anh ấy. Và sau khi mà không còn gì để ban phát nữa thì hắn sẽ quay lại cắn ba em không chút đắn đo. Bây giờ thì anh đã hiểu được vấn đề của ba em rồi đó. Bởi vậy ba em mới muốn tìm anh về để làm đối trọng với anh ta. Cho dù hắn với anh là kẻ thù triều kiếp với nhau, em có biết không, hắn đã bắt cóc bạn anh để dụ anh vào chồng. Hắn đã nổ súng và định thiêu chết bọn anh. Thì ra lại là chuyện cũ. Anh Hùng cứu mỹ nhân mà lần này lại có đổ máu nữa. Em đã từng nói với ba em về chuyện ông ấy muốn giữ hai con hổ chung một rừng là chuyện không dễ chút nào hết. Rừng nào thì hổ nấy. Mà bây giờ ba em lại muốn giữ cùng một lúc hai con hổ. Em yên tâm đi, anh sẽ cho nó và ba em thấy trong rừng này chỉ còn một con hổ thôi, đó chính là anh. Như vậy thì em yên tâm rồi. Và em nghĩ là ba em cũng sẽ nghĩ như vậy. Em đã băng vết thương cho anh xong rồi đó. Vết thương này cũng chỉ ở phần mềm thôi, nên chắc mau lành lắm. Cứ nhìn vào vết thương cũ đã lên da non là hiểu rồi. Anh đã lọt vào tay của một bà thầy có tài phục dược, cho nên vết thương mới này anh nghĩ khoảng 2-3 tuần là có thể lành rồi. Nhưng mà anh lại muốn vết thương này phải lành trong vòng 1 tuần, không còn đau nhức nữa. 1 tuần hả? Không nhanh như vậy đâu. Anh phải chịu khó uống hết số thuốc kháng sinh mẹ mua cho anh, thì em nghĩ là nó cũng sẽ mau lành thôi, nếu mà nó không bị nhiễm trùng. Cảm ơn em. Alo, Đại tá Đặng nghe đây. Dạ, cháu nè. Cháu là sĩ Đăng hả? Cháu báo cáo đi. Dạ, hình như bọn chúng có sự thay đổi lớn. Theo kế hoạch đó, thì cháu được phân công theo dõi bọn Hùng Què, bảo vệ vòng ngoài cho nhóm cảnh tinh, giao dịch với khách hàng, sau đó mới cướp vali tiền của bọn chúng khi bọn chúng di chuyển quay trở về. Có báo cáo đó rồi. Nghĩa là cháu sẽ theo Hùng Què giữ biên giới đó. Nhưng mà có một điều lạ là Hùng Què vẫn chưa lên đường ra tay gì hết, mà hắn còn ra lệnh cho đám đàn em ăn chơi xa láng ở Macau. Cụ thể là gì? Dạ, cái này cháu thấy rõ. Thằng Hùng Què sẽ không thực hiện kế hoạch cướp vali và bỏ mặc nhóm cánh tinh với đối tác. Nó không muốn mang con bỏ chợ, đó không là gì cả. Cháu hiện giờ ở đâu? Dạ, cháu đang tách khỏi nhóm ăn chơi của tụi nó, chờ lệnh. Cháu về ngay, đến lúc phải ra mặt rồi. Nếu kịp, chú sẽ bố trí cho cháu một đội đặc nhiệm bao vây bắt vali hàng. Rõ. Tất cả mọi người nghe rõ đây, tôi sẽ không lặp lại lần thứ hai đâu. Cho nên nếu như ai quên những gì mà tôi nói, tôi sẽ không đảm bảo là mình sẽ không xử theo luật giang hồ đâu đó. Ngay bây giờ tất cả mọi người sẽ tập trung ở đây và mình sẽ cắm trại. Có nghĩa là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Mọi người nghe rõ chưa? Rõ. Kế hoạch của chúng ta sẽ có một chút thay đổi so với những gì mà tôi thông báo trước đây. Có nghĩa là đội của đại ca Hùng sẽ không còn phụ trách cái việc mà buôn bán trao đổi hàng nữa. Thay vào đó, đội cảnh tinh sẽ phụ trách việc đó. Đội của đại ca Hùng sẽ đưa cái vali tiền cho đội của cảnh tinh. Sau đó đội cảnh tinh sẽ mua bán, trao đổi hàng với đối tác, địa điểm ở phía bên kia biên giới. Còn đội của đại ca Hùng
sẽ âm thầm đi theo để bảo vệ vòng ngoài cho đội cảnh tinh. Có gì thắc mắc không? Bảo vệ hay là thừa cơ hội nào đó nổ súng thủ tiêu luôn. Mọi người hiểu rõ rồi đúng không? Sau khi mà đội của mấy người trao đổi hàng xong, trở về phía bên kia biên giới, thì sau đó đội của đại ca Hùng mới âm thầm theo dõi đối tác và tìm cách cướp lại vali tiền, rồi sau đó trở về sau. Khi nào chúng tôi mới có vali tiền? Khi nào lên xe thì sẽ có sẵn. Tất cả mọi người nghe rõ đây, chúng ta phải tuyệt đối bí mật đường đi và điểm đến. Sau đây tất cả mọi người phải bỏ lại trang phục của mình, điện thoại, đồng hồ, giày dép, quần áo, bỏ lại hết. Sau này khi về sẽ nhận lại. Bây giờ thì sẽ nhận toàn bộ đồ đạc và trang thiết bị mới do chúng tôi cung cấp. Đề phòng có rủi ro thì tất cả những người trong các anh phải kiểm tra lẫn nhau, coi chừng có nội gián. Chuyến hàng này rất là quan trọng, tôi không muốn có một sơ sót nào hết. Bây giờ thì từng người đứng ra cho chúng tôi khám xét, để xem có dấu máy định vị ở trong người hay không. Phải ngăn chặn ông Trùm Thanh lại. Chúng tôi biết Trùm Thanh đang cố thu nạp cậu cho cái vụ án sắp tới này. Cậu là kẻ tốt nhất trong vụ án của tôi. Ông có ca ngợi tôi quá lời hay không? Bởi vì tôi chỉ là tên cướp thôi, làm sao có thể so bì với những người lỗ lạc bên phía ông. Thậm chí bên ông rất nhiều người để có thể cài cắm làm tay trong bên cạnh Trùm Thanh. Mà ông vẫn chưa nói rõ với tôi mục đích của ông mời tôi hợp tác là gì. Cậu hãy nhanh chóng trở về chỗ của cha con Như Ngọc với một máy định vị vệ tinh giấu sẵn ở trong người, rồi tìm cách có mặt trong chuyến hàng tới của họ. Mọi việc còn lại là của công an. Chuyện này hệ trọng, liên quan tới tính mạng của cậu, cậu phải suy nghĩ đi. Bây giờ đề nghị mọi người kể đồ ra hết đi, từng người một bước vào phòng bên để tôi xem xét, xong rồi nhận đồ mới ở phòng bên luôn. Tất cả từng người ai cũng phải vậy à? Đương nhiên rồi, tổ trưởng thì phải làm gương chứ. Mạng sống của từng người trong tổ của mình đâu có dễ dàng giao cho người khác định đoạt được. Làm nhanh lên đi. Thay đồ xong rồi bỏ vào bao.